Buổi chiều tối ngày hôm nay, ngày 12 tháng 7 năm 2019, em Thảo xin kính chúc cả nhà mình có một buổi chiều tối vui vẻ, hạnh phúc, bình an, sưu tầm được cho mình thật nhiều giò hoa lan đẹp nhé. Em là Thảo, em ở trên thành phố Lạng Sơn ạ. Với số điện thoại của em, cô chú anh chị có thể kết nối là 0848 626 228 0965 495 087 là hai số điện thoại của em Thảo, cô chú anh chị có thể kết nối này. Và bây giờ thì em sẽ quay và giới thiệu đến cả nhà về một số mặt hàng của gia đình em. Và hiện nay thì đang trời mưa, gia đình em đang ở trên Lạng Sơn, em đang mưa nên là hàng dừng, em đang trên đường về. Và em chỉ về được trước một số mặt hàng thôi nên là em sẽ quay những cái mặt hàng em có. Những cái hàng thuần này, những cái hàng dừng gieo hạt và những cái cốc cây nhỏ như thế này. Đó. Đầu tiên đây chính là phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ, hàng gieo hạt đấy ạ. Đó. Đây ạ. Đó, em có mấy chậu. Chậu số 1 này gồm có này, 1 thân này, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân. Đó. Đây. Mỗi thân của nó, thân dài nhất của nó dài khoảng tầm 8 đến 10 cm thôi ạ, không dài lắm đâu. Đó. Nhưng mà cái dòng này đang đi thân rất là khỏe, anh chị em mua về chúng ta có thể đổi ra cái chậu khác và chúng ta thêm giá thể vào cũng được ạ. Chậu số 1 này. Đó, phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ nhá. Em bán với giá là 270.000 này. Đó. Tiếp theo số 2. Số 2 thì gồm có một thân này, thân này dài khoảng tầm 13 cm với hai ba cái ki nhỏ ra dưới này nữa này. Đây cả nhà có nhìn thấy này. Đó. Chậu này em bán 260.000, hình số 2, phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ, hàng rừng gieo hạt. Tiếp theo, số 3 em bán 270.000, số 3 này. Gồm có này. 1 2 3 4 5 6, gồm có một mẹ và một thân dài khoảng tầm 15 cm và những cái thân nhỏ còn lại rơi vào khoảng tầm 7 đến 8 cm. Gồm có một thân to lên và có 5 thân nhỏ nhỏ này. Đó. Số 3 này em bán 270.000 này. Số 4 này gồm có 3 thân, thân này dài khoảng tầm 15 cm. Thân dài em đang quay là 15 cm này và cái thân này dài khoảng tầm 10 cm và thân này dài khoảng tầm 5 cm. Đó, em bán là 250.000 chậu số 4 này. Đó. Tiếp theo chậu số 5 này, chậu số 5 em bán 260.000. Cái thân này thì dài khoảng tầm 8 cm này. Cái này khoảng tầm 10 cm, cái này khoảng tầm 7 cm. 7 này với lại 8 cm này. Đó, một cái cây bé ở bên cạnh này nữa khoảng tầm 5 cm nữa, một cây con nhỏ này đây này. Đó, dây này em cái hình số 5 em bán 260.000 này. Đó. Hình số 6 này, hình số 6 em bán 250.000 này. Cũng đẹp đấy đây này. Không xấu đâu này, đây này. Một thân này dài khoảng tầm 10 cm, 12 cm này và cũng có 4 thân nhỏ dài khoảng tầm 5 đến 6 cm thôi. Đó. Đây là cây 53 rồi đấy ạ, cả nhà có nhìn thấy rất đẹp không ạ? Đó. Phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ, hàng rừng gieo hạt. Và bên này đây chính là phi điệp. Đây, một ít nù tam bố nhưng mà nó là cây hàng rừng gieo hạt nhá. Dạ em còn có mấy chậu thôi. Đó. Chậu số 1 đâu ta? Em sẽ tìm. Đây chậu số 1 em bán 230.000 này. Cây đang đây, có một cái thân rất là khỏe này. Thân này dài khoảng tầm 7 cm. Đó. Bản lá cứng rất là đẹp này. Đó, đây ạ. Ở dưới này có cây con lên này này. Bên này nữa. Số 1 em bán 230.000 thôi. Đó. Số 2 em bán 240.000, gồm có một cái thân như này. Thân này dài khoảng tầm bao nhiêu ta? 15 cm và có 3 cây nhỏ bên này. Đó, hai cây con ở hai cây ki bé nữa. Em bán 240.000. Tiếp theo số 3 này gồm có 3 thân, em bán 270.000 này. Đó, cả nhà có nhìn thấy này. Rất là đẹp đúng không ạ? Đó. Số 3 này. Tiếp theo số 4 này em bán 250.000, gồm có 2 thân rất là xinh. Đây ạ. Số 5 này em bán 230.000, gồm có một thân dài khoảng tầm 12 cm và cái hai cái thân nhỏ ở dưới này nữa, hai cây nhỏ này. Đó. Số 6 em bán 250.000 này. Đó, thân rất là đẹp luôn này. Thân này dài khoảng tầm 15 cm và thân ngắn này dài khoảng tầm 5 cm. Đó. Đã. Số 6.
Số 6 này em bán 250.000 này. Số 6 rất đẹp. Số 7 em bán 270.000 gồm có 3 thân này. À đây là số 3 chứ nhầm. Đó. Và tiếp theo em có là 2 cân kiều vuông của gia đình em Thảo. Hôm nay có một khách bảo là em nhặt ra để qua nhà lấy, nhưng mà em vẫn chưa thấy qua nhà nên là em sẽ bán đi nhá. Bình thường là 2 cân này là 500.000 đúng không ạ? Em chỉ bán 2 cân này với giá là 450.000 thôi. Đây là kiều vuông hoa trắng, họng vàng rất là đẹp ạ. Đặc biệt là cái hàng thì cũng không có nhiều đâu ạ. Đây là hàng rừng nhá. Nhà nhá, hàng bóc rừng này. Đó, và cái dòng hoa này nếu mà so sánh giữa các dòng kiều thì kiều vuông này là cái kiều vuông hoa trắng này là hoa nở lâu nhất và bền nhất ạ. Đó, em bán với giá là 450.000 rồi ạ. Kiều vuông hoa trắng này. Và tiếp theo sơn thủy tiên này, sơn thủy tiên ngày hôm nay em bán giá cực kỳ là mềm luôn cho anh chị em nào sưu tầm nhá. Em bán với giá là 200.000 một cân thôi ạ. Sơn thủy tiên 200.000 một cân. Và đây chính là hoàng thảo đùi gà của gia đình em Thảo, hàng Tây Bắc nhá. Hàng Tây Bắc, hoa của nó màu hồng cẩm rất là xinh và là một trong những cái dòng hoa rất là sai bông đấy ạ. Đó, đây là đây em quay cho cả nhà xem này. Đó, cây đang có những cái thân tơ rất là khỏe và em bán giá ngày hôm nay cũng rất là mềm, mình chỉ bán 200.000 một cân thôi. Đùi gà tròn Tây Bắc nhá, cả nhà lưu ý cho em, nó là hàng đùi gà tròn, hoa của nó sai hơn và đậm hơn so với đùi gà dẹt đúng không ạ? Và bên cạnh này đây chính là một ít hoàng long vĩ em thanh lý là 100.000 một cân nhá. Hoàng long vĩ 100.000 một cân ạ. Đó. Và ở bên trên này đây chính là thanh đạm hàng rừng của gia đình em Thảo này. Thanh đạm này em thanh lý là 80.000 một cân. Anh chị em nào mà lấy thì có thể là gọi điện cho em Thảo nhé. Đó, thanh đạm rừng, cây rất là khỏe, hàng chuẩn Lạng Sơn em luôn đấy ạ. Đó, mấy bữa nay thì trên Lạng Sơn em trời mưa quá trời luôn. Nên là cứ hàng cũng không đi lấy được nhiều. Và em có một phần lụa vàng, em bán lụa vàng phần này là 100.000. Đó, lụa vàng nhé, hoàng thảo lụa vàng ạ. Và đây là một số mặt hàng hàng Tây Bắc của gia đình em Thảo, đó chính là hạt vĩ. Hạt vĩ lá mít và gia đình em thuần bằng cây gỗ nhãn rừng này, cả nhà có nhìn thấy này, nhãn rừng và cây này thuần bằng cái gỗ này nó rất là bền. Và thứ hai nữa đó chính là gia đình em không tưới bất kỳ một cái phân thuốc nào cả, nên là cái độ thích nghi môi trường rực rỡ khi mà em gửi cho cả nhà thì nó sẽ cao hơn này. Đó đây, dòng số 1 này rơi khoảng tầm gần 20 thân, em bán là 680.000, thân dài nhất của nó dài khoảng tầm 70 cm. Đó đây ạ, hình số 1 em bán 680.000 này đây ạ. Khúc gỗ em ghép bằng khúc gỗ là 40 cm nhé cả nhà nhé. Đẹp không ạ, rất là đẹp. Giò này em ưu tiên cho anh chị em nào ở miền Bắc em gửi qua xe nhá. Đó, em gửi qua xe này. Và hoặc là anh chị em ở trên Lạng Sơn có thể ghé qua cửa hàng của em ở 784 đường Trần Đăng Ninh để lấy cũng được ạ. Đây này, lá của nó này. Đó, lá mít này, đẹp không ạ? Đó. Hàng Tây Bắc rất là khỏe, rất là xinh. Và bây giờ hàng đang đi thân cực kỳ là khỏe luôn. Anh chị em nào mà mua về bây giờ chúng ta chăm đấy ạ. Đến Tết là cái dòng này cho hoa là sai luôn. Từng gem luôn. Đây này, đây là những cái gem hạc vĩ này. Cả nhà nhìn thấy nó buông xuống rất đẹp luôn đây này. Đẹp mê ly luôn đây này. Đó, đây là hạc vĩ này. Anh chị em phải lên Zalo của em Thảo để nhìn nhá. Đấy, đây này. Đẹp quá là đẹp luôn đấy ạ. Trời ơi, mê quá là mê luôn đây, cả nhà có nhìn thấy này. Đó. Đây ạ. Tiếp theo số 2 này em bán 480.000 này. Đó, số 2 này em bán 480.000 thôi. Cây này sẽ cây dài nhất của nó dài khoảng tầm 40 cm, 45 cm này. Đó, 1 chậu 2 thân là 3 4 5 6 7 8 9. Gần 18 thân tơ. Đó, gồm 18 thân tơ chậu này. Giò này, em cũng ghép vào khúc gỗ 40 cm nhá cả nhà nhá, cũng là gỗ rừng, nhãn rừng đấy ạ. Đó, đây là những cái thân già của nó này. Đó, cũng là lá mít rất là xinh luôn đấy ạ. Đó. Hàng đẹp lắm, hàng này rất là khỏe, hàng đang đi thân. Đó. Tiếp theo số 3 em bán 520.000 này. Số này là rơi khoảng tầm 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9. Khoảng tầm 17 cm, 18 thân. Đấy ạ. Đó. Giò thì nó buông xuống. Nó buông xuống đẹp không ạ? Đây này. Đó. Hàng lá mít chủ yếu này. Này.
Đẹp lắm. Xinh cực xinh luôn, hàng rừng Tây Bắc nhá. Đó. Số 4 này em bán là 550.000. Đó. Đó, đây ạ. Em sẽ dơ cho cả nhà xem nhá. Giò này em bán 550.000 này. Đây ạ. Đó. Khoảng tầm trên 15 thân tơ nhá. Hàng này dễ bám rất là khỏe, cả nhà nhìn này. Đó, dễ bám rất là khỏe luôn. Đây, cụ gỗ này. Đó. Số 4 này. Số 5 giò này em bán 450 này. Đó, giò này thì cũng không có nhiều thân tơ đâu. 10 thân tơ thôi nhưng mà thân tơ của nó rất là đẹp. Đó. Thân tơ dài nhất của nó rơi vào khoảng tầm bao nhiêu thân? Rơi khoảng tầm 60 đến 70 cm. Và cái giò này thì anh chị em nào mà lên nhà em xách về luôn được, cái thân tây thân thân già của nó tím ngắt luôn đấy ạ. Đó. Hàng đã đi ngọn rất là khỏe luôn. Vì chân em thảo với tay em thảo hơi ngắn nên là khi mà dơ như thế này thì nó sẽ không được nhìn thấy đẹp, hết được cái vẻ đẹp của nó. Đó. Em bán giò số 5 này bán 450 này. Đó. Số 6 này em bán 420.000 này. Số 6 420.000. Chắc chắn là trên 10 thân tơ nhá. Rất đẹp luôn này. Đó. Số 6 này. Số 7 này em bán 460.000. Cũng trên 10 thân tơ, chắc rơi khoảng tầm 15 thân tơ. Đó. Đẹp quá. Đó. Thân tơ dài nhất thì thân dài nhất là khoảng tầm bao nhiêu đây? 50 cm. Đó. Em ưu tiên cho cô chú anh chị nào ở miền Bắc em gửi qua xe nhá. Đó, số 7 này, 460.000 này. Đó. Và bây giờ thì em sẽ quay những cái hàng rừng gieo hạt của gia đình em Thảo này, rất nhiều, đã rất là nhiều nhá. Đó, em sẽ quay từng mặt hàng và em sẽ những cái mặt hàng nào em giảm giá thanh lý thì em sẽ quay kỹ hơn nhá. Đây chính là những cái chậu giả hạt Pháp, hàng ươm ki của gia đình em Thảo này. Đó, mỗi một chậu như thế này em bán, ngày hôm nay em bán nhá, bình thường em bán 100.000 một chậu đúng không ạ? Hôm nay em bán là 150 được hai chậu như thế này. Từ 2 cho đến 3 thân tơ. Đó. Đây ạ. Mặt bông rất là đẹp nhá. Em thì số lượng khoảng tầm 20 chậu thôi, dành cho 10 cô chú anh chị nữa thôi ạ. 150 được hai chậu ạ. Giả hạt Pháp là một trong những cái dòng hoa bây giờ đang rất là hot đúng không ạ? Khi gần mặt bông của nó này và trông khi xa này. Đây ạ. Đó, 150.000 được hai chậu nhá. Và em còn có một vài chậu hạc vĩ thiên cung, cũng là hàng ươm ki, em cũng thanh lý nhá. Đó. Em thanh lý là 250.000 được hai chậu này, bình thường em bán là 150 một chậu đấy ạ. Mỗi một chậu từ 2 cho đến 4 thân tơ. Đó đấy ạ. Đó. Đây mặt bông của nó này. Đây ạ. Mặt bông của nó này. Đó. Em thanh lý là 250.000 được hai chậu hạc vĩ thiên cung lứ bố này, hàng lá mít nhá cả nhà nhá, hàng lá mít rất là đẹp luôn. Đó. Và tiếp theo là những cái cốc trầm Parisi của gia đình em Thảo, thanh lý 100.000 một cốc trầm Parisi nhá, em còn có mấy cốc thôi ạ. 100.000 một cốc, bình thường em bán là 250.000 một cốc đúng không ạ, lúc mà có hoa ấy. Đó, bây giờ nó hết hoa để làm giống rồi, còn làm giống thôi. Đó, 100.000 một chốc, một cốc nhá. Tiếp theo đây ạ, đây chính là phi điệp hàng vùng Tây Nguyên này, hay gọi là Tây Nguyên khủng này. Đó là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Cây khỏe như cả nhà đang nhìn đây. Đó, cây khỏe nhá, mặt bông thì rất là đẹp luôn. Đây là mặt bông của nó này. Hàng sưu tầm đúng không ạ? Em bán là 75.000 một chậu, khoảng từ 2 cho đến 4 cm. Và tiếp theo bên này đây ạ, đây chính là phi điệp lá mít Hòa Bình của gia đình em Thảo, phi điệp 5 cánh trắng hàng lá mít nhé cả nhà nhé. Nếu mà cô chú anh chị mà đã biết đến cái dòng hoa này rồi thì có thể em sẽ cho cả nhà xem mặt bông nhé, vì nhiều anh chị em chưa biết đúng không ạ? Đây là mặt bông của nó này. Đó. Mỗi một chậu khoảng từ 2 cho đến 4 cm. Em bán với giá cực kỳ là mềm luôn ạ. Bình thường em bán 90.000 một cốc đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán với giá chỉ có là 75.000 một cốc thôi. Đó. Anh chị em nào mà yêu thích thì có thể sưu tầm ạ. Đó, hôm nay bán giá rất là mềm và ngày hôm nay thì hàng rừng về nhiều lắm. Đó.
Và tiếp theo ở bên này đây, đây còn có một ít phi điệp hàng xổ số, nào là cái gì là hồng yên thủy này, đó phong phi điệp hồng yên thủy, rồi là phi điệp lộn xộn hết cả lên rồi. Đó, em bán với giá là 50.000 một cốc nhá, phi điệp xổ số nhá, thanh lý. Đó. Và bên này đây, sang này đây chính là phi điệp ma bó của gia đình em Thảo này. Phi điệp ma bó được gọi là một trong những cái dòng hoa bây giờ đang rất là hot được không ạ? Đó, đang rất là hot, và đây là hàng rừng gieo hạt nhé cả nhà nhé. Hàng thì đang trên đường về, em sẽ cho cả nhà xem mặt bông của phi điệp ma bó, là một trong những cái dòng hoa rất rất là xinh luôn. Đây ạ. Đó, em đặt xuống đây để cho mọi người nhìn thấy rõ hơn nhé. Đó, em bán cũng 75.000 luôn ạ. Và sang bên này đây chính là Di Linh Thác Khói. Đấy, là một trong những cái dòng hoa của vùng Di Linh đúng không ạ? Vùng của Di Linh, của vùng Thác Khói đúng không ạ? Rất rất là đẹp luôn, và mặt bông thì cực kỳ là bay bổng. Nếu mà anh chị em nào mà chưa có cho mình những cái dòng hoa này thì chúng ta có thể sưu tầm. Và đây là hàng rừng gieo hạt nhé cả nhà nhé. Anh chị em nào mà muốn sưu tầm thì có thể là chúng ta gọi điện trực tiếp cho em Thảo hoặc là nhắn tin cũng được. Đây ạ. Đó. Và bên này đây chính là Di Linh Xuân này. Đó, mỗi một chậu ly Di Linh Xuân như này em bán với giá là 75.000 một cốc. Ngày hôm nay bán cái gì cũng 75.000 đúng không ạ? Đó, 75.000 một cốc. Riêng cái dòng phi điệp Di Linh Xuân này thì cả nhà cũng biết là cái độ hot của nó rồi đúng không ạ? Em sẽ cho cả nhà xem mặt bông của nó là Di Linh Xuân này. Đây là mặt bông của Di Linh Xuân đây ạ. Đó. Và bên cạnh của nó đó chính là nụ 68 này của gia đình em Thảo này. Đó. Nụ 68 nhá. Nụ 68 em bán với giá là 80.000 một chậu nhá. Nụ 68. Đó. Đây là mặt bông của nụ 68 này. Và bên này còn có mấy cây mắt đỏ hòa bình này. Mắt đỏ hòa bình này em bán với giá là mắt đỏ hòa bình em bán thanh lý với giá là 75.000 một cốc này. Đó, mắt đỏ thì mắt đỏ hòa bình của gia đình em đang hàng đang trên đường về đấy ạ. Và đây là phi điệp hiển oanh của gia đình em này. Đó. Phi điệp hiển oanh này em bán với giá ngày hôm nay giá cực kỳ là mềm luôn. Bình thường em bán 90.000 luôn ạ. Hôm nay em bán giá 75.000 thôi ạ. Đó, phi điệp hiển oanh nhá. Đó. Còn bên này đây chính là nù tali này. Nù tali nhá. Cây rất là nù. Nù tali luôn. Nù tali này em bán với giá là 80.000 một chậu ạ. Nù tali. Đây là mặt bông của nụ tali này, cánh của nó rất bay đúng không ạ? Và tiếp theo đây chính là phi điệp lộc bắc của gia đình em Thảo, cũng là hàng rừng gieo hạt này. Đó, đây. Đây là mặt bông của nó này. Đó. Cây đẹp lắm, cây tím xinh. Đó. Cây dài khoảng từ 2 cho đến 4 cm. Đó. Hàng rừng gieo hạt này. Và bên cạnh này đây ạ, đây chính là giả hạt đắc lây của gia đình em Thảo này. Đó, đắc lây, cây khỏe lắm, đây là nhìn này. Hoàng hậu của vùng Tây Nguyên đúng không ạ? Như em đã cho cả nhà xem mặt bông như lúc nãy ấy. Đó, đẹp lắm, đây này, cây xinh lắm. Cây khỏe, hàng đang đi thân. Nói chung là tất cả những cái hàng của gia đình em khi mà chúng ta trồng ấy, nó rất là khỏe luôn. Đó. Em còn có mấy cây phi điệp hồng cánh sen, là một cái dòng hoa phi điệp lai với hoàng thảo vôi này, hàng của Đài Loan này. Đó, em có 5 chậu này, em thanh lý 100.000 một chậu nhá. Bình thường em bán một tại 180 đến 200.000 đúng không ạ? Này thanh lý 100.000 một chậu. Cây thân rất là xanh này, lá mít rất đẹp này. Đó. Và em còn có mấy cây hồng ngọc thiên sứ này, cây rất là khỏe như cả nhà nhìn này. Thân xanh khỏe. Hồng ngọc thiên sứ này em bán giá là 150 được 2 cốc nhá. Đó, bình thường bán 100.000 một cốc loại. Đây là cây năm 2 rồi. Đó, cái đợt Tết vừa rồi em có bán cái cây nó có hoa ấy, được nhiều anh chị em thích lắm. Đó, nhiều anh chị em yêu mến luôn, 2 ngày em bán. Và tiếp theo đây em có một ít hàng phân thuốc của gia đình em này, B1 lọ to này, là B1 của Thái, hàng lọ to lọ bé. Lọ to 500ml 140.000, lọ bé B1 100ml là 50.000 này. Anti sốc tăng cái sức đề kháng cho cây để cây không bị sốc với thời tiết này, sốc với môi trường này, em bán 30.000 một lọ anti sốc này. Có kích rễ của Đài và kích rễ của Mỹ này, kích rễ của Mỹ này em bán là 50.000. Còn kích rễ của Đài là 80.000. Hai hàng đều đẹp, đều tốt hết nhá. Kích thích tăng trưởng cho lá, hàng bón lá này em bán là 50.000 này. Đó. Super Thai này, Super Thai này bán 100.000 một lọ. Đấy.
Kiki duy 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 đỏ này, Kiki duy xanh này, duy đỏ 80, duy xanh là 65 này. Nano bạc này, nano bạc đặc trị vi khuẩn, thì riêng cái hàng đặc trị vi khuẩn gia đình em có hai loại. Một loại là nano bạc với một loại là đặc trị vi khuẩn như thế này. Nếu mà chúng ta ở mức độ nhẹ thì chúng ta sử dụng nano bạc, còn mức độ nặng thì chúng ta sử dụng đặc trị vi khuẩn. Và khi mà chúng ta phun thì chúng ta cắt nước hoàn toàn 2 ngày để cho cây, cho thuốc nó thẩm thấu và nó đạt hiệu quả cao hơn. Đây là keo liền sẹo 40.000 này. Artichoke dưới đây nhiều lắm. Và em còn có, ngoài ra còn có phân tan chậm của Nhật nữa, phân tan chậm hàng đây 37.000 một hộp này. Đó. Phân tan nhập trong vòng phân tan chậm của Nhật trong vòng 6 tháng rất là tốt. Mà có một ít Kiki thôi nên là anh chị em nào lấy thì liên hệ với em nhé. Và đây là còn những cái gói vỏ thông của gia đình em Thảo này, em bán là em một ngày hôm nay em bán 35.000 một gói nhá, hai gói là 70.000, một gói là hơn một cân một chút. Đó. Cái này là vỏ thông đã được. Gia đình em Thảo xin cảm ơn cả gia đình mình đã luôn luôn ủng hộ shop gia đình Lan Rừng Chu Thảo ạ. Và cô chú anh chị đang xem video mà chưa đăng ký kênh của em Thảo thì hãy đăng ký kênh bằng cách ấn vào chữ đăng ký hiện lên cái chuông thông báo. Thì cả nhà sẽ nhận được những video của gia đình em Thảo cập nhật hàng ngày ạ. Và vì là bây giờ hàng đang trên đường về, bởi vì là trên Lạng Sơn em đang mưa đấy ạ. Thì ngày mai hoặc là hàng mà khi nào về thì em sẽ quay một cách chi tiết hơn để cho cô chú anh chị có thể lựa chọn nhé. Và những đơn hàng mà sau 3 ngày mà cả nhà chưa nhận được thì hãy vui lòng gọi điện lại cho em nhé. Bởi vì là có khả năng là một là bị sót đơn hàng, hai là bên bưu điện họ gọi cho anh chị em mà gọi mà không được chẳng hạn, thì sẽ giãn đoạn đấy ạ. Đó thì anh chị em cứ gọi điện đến để bên em làm việc kiểm tra lại đơn hàng nhé. Và bây giờ thì em xin kính chào và hẹn gặp lại gia đình mình ở video tiếp theo ạ.